quý vị, để có những rổ dưa leo siêu sạch, những trái dưa leo sạch, thì các bạn hãy chịu khó tham khảo video clip của mình nha. Làm theo, cái việc trồng cái cây dưa leo cũng rất đơn giản và dễ dàng. Nếu như các bạn hiểu được vấn đề thì các bạn sẽ làm được. Đó, dưa leo là cái cây ngắn ngày, các bạn có thể trồng một vài cây ở trên sân thượng vừa thư giãn giải trí, và chúng ta có dưa sạch chúng ta sử dụng trong gia đình. Các bạn hãy tham khảo video clip và làm theo mình leo nha. Đó. Việc đầu tiên là bạn ngâm bằng nước sôi nha, hai sôi ba lạnh, ngâm nước đó, đang ngâm bằng nước sôi hai sôi ba lạnh để bạn nghe. Ê bạn ơi, cái giá thể để trồng cây mướp, cây bầu, cây bí, tất cả các loại dây leo thì đều như nhau. Mình đây mình hướng dẫn cho các bạn một lần, rồi mai mốt các bạn cứ thế các bạn làm nha. Đó, vỏ đậu phộng nè, trấu nè, và sơ dừa nè, ba phần như nhau. Và đất này ta gọi là đất trồng rau đó. Đất này là đất dinh dưỡng nha, các bạn có thể mua ở trên online á. Đất dinh dưỡng miền Tây nè, đó, đất dinh dưỡng ha. Các bạn có thể mua ở trên online, là mua các cửa hàng cây cảnh này nọ cũng được. Và 40% đất thịt. Đây là đất thịt bạn nha, đây là đất thịt nè, 40% nè. Đó, 40%, tất cả các phần này các bạn trộn đều lên với nhau. Cho thêm khoảng 15-20%. Đây là phân này, phân gà hữu cơ, phân gà hữu cơ mua online bạn. Đó. Cho khoảng phân gà hữu cơ nè, đó. Cho thêm một ít trùng quế, phân gà với phân trùng quế khoảng 15%. Đó. Trico đẹp ma để cho nó khử cái nấm bệnh, rồi là cuốn chiếu và sùng đất nó bị tiêu diệt các là nấm bệnh ở trong đất đó. Đó, và chúng ta cho thêm một ít humic nha các bạn, có thể mua ở trên online, Google là đầu trâu rồi bạn nè, hoặc là loại tương tự cũng được nha. Cho thêm một ít humic vô. Đó, tí tôi sẽ ghi cái thành phần chi tiết ở phía dưới để các bạn làm. Đó. Rồi, xong các bạn trộn đều lên. Cả sơ dừa. Đất thịt. Đó, đất thịt 40% nha. Đó, các bạn trộn đều lên. Đây mình trộn cơ bản để các bạn hiểu thôi nha. Đó. Trộn cơ bản để các bạn hiểu là được. Vì cái cây cây mướp á, nó cần cái đất thật là tơi xốp. Giá thể thật là tơi xốp bạn nha. Rồi, trộn cho nó đều lên. Rồi, bạn ngâm xong nước hai sôi ba lạnh nè. Đó, hai sôi ba lạnh. Và bạn gieo hạt. Bạn gieo hạt 2 đến 3 hạt ở một góc nè. Đó. Giá thể tơi xốp ha. Gieo 2 đến 3 hạt, lấp ít đất vào là xong. Nhưng một cái thùng xốp này là mình gieo, mình sẽ trồng 2 gốc. Đó, bên đây cũng vậy nè. Đó. Gieo hạt xong rồi. Đây. Mỗi thùng này sẽ trồng một cây. Đất tơi xốp lên, xong bạn lấp đất vào là xong. Ít rơm lên để giữ ẩm. Nếu như bạn không có rơm thì bạn cũng có thể bỏ ít lá cây lên và tưới giữ ẩm. Đó, tưới giữ ẩm nè bạn ơi. Tưới giữ ẩm nha. Tưới giữ ẩm cho cây. Đó, bạn ơi. Dưa leo của mình nè, sau 6 ngày nè. Đó. Thì các bạn loại bỏ bớt những cái cây mà nó ốm yếu, bạn bỏ bớt đi để nuôi cho nó mập lên, rồi từ từ chúng ta sẽ tuyển chọn tiếp. Đó, bạn cần gieo trồng ra những cái chậu nho nhỏ như này nè, để chi, để khi những cái cây ở bên những cái thùng lớn á, mà nó có bị hư hỏng thì chúng ta thay thế nó vào. Đó, vì cái hạt giống nó cũng không có đắt nha bạn nha. Do đó chúng ta trồng ra những cái chậu bé bé này nè. Bạn ơi, cái cây dưa leo của mình là ngày hôm nay là được 2 tuần lễ nè.
bạn tuyển chọn những cái cây nào khỏe mạnh nhá thì bạn giữ lại. Đó, giữ lại những cây to khỏe nha. Rồi, những cái cây nào ốm yếu á thì bạn loại bỏ nè, đó. Đây là mấy cái cây này thì mình loại bỏ đi. Giữ những cái cây khỏe mạnh. Cây nào mà ốm yếu thì bạn thay nó vào, đó, những cái chậu nho nhỏ này nè. Bạn thay vào. Rồi bạn tưới phân gà cho nó. Một cái thùng 20 lít này bạn pha loãng phân gà ra. Phân gà đây nè bạn. Đó. Phân gà thì là 150 gram pha với 20 lít nước pha loãng ra và tưới cho cây dưa leo. Đó. Tưới cho cây dưa leo nha bạn nha. Rồi là chúng ta làm cái dàn cho dưa leo nó leo lên. Nó khoảng 20 ngày nó bắt đầu nó bò lên dàn và nó sẽ ra trái bạn nha. Làm cái dàn cho dưa leo. Đó. Đó bạn ơi, dưa leo của mình hôm nay là được khoảng 20 ngày đấy bạn ơi. Đó, 20 ngày thì bạn bổ sung phân cho cây nha. Đó, đây là phân gà. Thì mỗi gốc cây bạn chừng một nắm tay, bạn lấy một nắm tay phân gà nén này nè. Bạn bổ sung xung quanh gốc. Đó. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng phân dơi. Phân dơi nguyên chất nha. Phân dơi nguyên chất thì bạn cho chừng khoảng 30 gram thôi, 30 đến 40 gram phân dơi nguyên chất. Hoặc là phân bò hoặc phân trùng quế đều được nha. Đây là cây dưa leo đang sắp sửa nó bò lên dàn rồi, dàn đây nè. Đó, mình trồng 3 dàn thì là được khoảng mười mấy cây, mười mấy gần 20 cây đây nè. Đó. Đây bạn ơi. Dưa leo của mình ngày hôm nay là được 24 ngày rồi. 24 ngày rồi. Nó có 13 14 lá nhám. 13 14 lá nhám nha bạn nha. Dưa leo đang phát triển rất là mạnh. Thì mình chuẩn bị mình bổ sung phân bón cho nó, bổ sung phân bón cho nó nha, và ngắt đọt dưa leo để cho nó ra trái. Đây là bạn ơi, vỏ trứng gà xay nhuyễn nha. Mỗi gốc cây thì bạn bổ sung khoảng 50 gram và phân gà mỗi gốc 50 gram. Đó, phân gà nè. Đó, bạn thấy phân gà không? Rồi vỏ trứng gà xay nhuyễn bạn trộn đều với lại giá thể tơi xốp. Trộn vỏ trứng gà xay nhuyễn nè bạn. Đó, trộn lên nha. Phân gà nè. Trộn đều lên. Rồi bạn lấy mấy cái rơm này bạn lấy ra ngoài nha. Đó. Rồi bạn bổ sung vào. Sáo xới đất cho nó tơi xốp lên chút xíu. Đó, sáo xới đất cho nó tơi xốp lên. Hai cái gốc này thì bạn bổ sung thêm phân gà và vỏ trứng gà. Đó, cái cây của mình nè. Đó, thấy chưa? Rồi xong rồi bạn tưới đất là xong nha bạn nha. Bạn tưới nước cái là xong rồi, ok. Rồi. Lấp rơm lên lại nha bạn nha. Ok chưa? Rồi. Mình nè. Sau 24 ngày là nó ra được mười mấy lá rồi. Bắt đầu mình mới đếm, mình ngắt đọt nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cắt đọt cho dưa leo nè. Cắt ngay đây là bạn. Đó. Cái cây bên đây cũng vậy nè. 1 đây nha, đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cắt đọt là bạn. Đó. Tương tự như vậy thì bạn cắt đọt cho dưa leo nha. Đó, cắt đọt cho dưa leo nè để cho nó phát triển cái đọt dưa leo sau khi được cắt ra nè bạn ơi. Đó, cắt đọt dưa leo là cắt như vậy nha. Để cho những cái nhánh nó phát triển ra và nó sẽ ra được nhiều trái hơn nha. Cắt bỏ bớt những cái lá ở phía dưới chân đi, chừng 3-4 lá ở dưới chân á, mình cắt bỏ đi cho nó thông thoáng để mình dễ bón phân nha bạn nha.
sau 30 ngày nè. 30 ngày đã có một số trái đậu rồi. Dưa leo của mình là sau 30 ngày nè bạn ơi. Bạn pha cái phân rơi á khoảng 200g cho một cái thùng 18 lít bạn tưới cho dưa leo nha. Dưa leo của mình là ngày hôm nay là được 30 ngày tuổi. Cây đang phát triển rất là khỏe luôn. Cây phát triển rất là khỏe nè, đó bạn nhìn thấy không? Đang mọc những trái mới rồi, có những trái nho nhỏ rồi, có những trái bé bé rồi. Rồi cắt bỏ những cái chèo ở phía dưới gốc, những cái lá ở phía gốc mình cắt bỏ bớt đi. Đó, giữ những cái chèo khỏe mạnh để cho nó leo lên thì nó sẽ ra rất là nhiều trái. Các bạn thân mến, thì là ở trong tự nhiên á, thì ong, bướm, kiến nó sẽ là cái tác nhân để thụ phấn cho dưa leo đó. Nhưng mà mình trồng ít ở trên sân thượng á, thì cái tỷ lệ đậu trái đó là rất là ít. Đây nè, đây là cái hoa đực nha bạn nha, hoa đực nè. Và đây là hoa cái. Đó, dưa leo của mình đang rất là nhiều hoa cái. Bạn nhìn thấy hoa cái không? Đó, hoa cái nó có cái bầu trái nè. Đó, thì để thụ phấn cho dưa leo thì bạn tách cái hoa đực này ra. Đó, bạn tách ra nè. Đó, thấy chưa? Tách ra như vậy nè. Đó, thấy chưa? Tách bỏ này ra thì bạn sẽ được một cái này gọi là cái hoa đực nè. Bạn lấy cái đầu hoa đực, bạn chấm vào nhụy của hoa cái. Đây bạn ơi, thấy không? Hoa cái là có cái bầu nè. Chấm vào đầu nhị xe nhẹ thì cái trái dưa leo này nó đã được thụ phấn. Bạn nên làm cái việc này vào lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Đây nè, đó, đây là có một trái nè. Một cái nhị hoa đực có thể thụ phấn cho được nhiều trái hoa cái. Bạn có thể làm 5-7 trái cũng được nha. Đây, cây đang phát triển rất là tốt đấy bạn ơi. Những chồi đang ra rất là nhiều khỏe. Chúng ta chỉ giữ lại chừng 4 đến 5 cái chồi khỏe mạnh nhất, gọi là cái chèo á. Chèo mập khỏe mạnh thì nó sẽ ra rất là nhiều hoa bạn nha. Ra nhiều hoa, đang rất nhiều hoa. Cây đang phát triển rất là khỏe, mang rất nhiều hoa cái nha. Đây là hoa cái, bạn nhìn thấy không? Có cái cuống trái ở phía sau á. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. Một cái chèo có tới 7-8 trái hoa cái luôn nha. Cây phát triển rất là khỏe bạn ơi. Đó, bạn nhìn thấy không? Những cái ngọn nó nè, rất là. Thời điểm mà nắng to, nắng gắt, lá có bị héo rũ xuống không có sao nha bạn nha. Bạn nên tưới nước cho cây dưa leo trong giai đoạn nó đang ra hoa đậu trái đó. Một ngày 2 lần nha, sáng và chiều. Tưới lúc trời mát nha. Đó, nắng gắt quá lá nó. Đây là phân gà nha bạn nha. Bạn dùng đây nè, phân gà nè bạn, thấy không? Đó, phân gà bạn lấy khoảng 150g, bạn pha với một cái thùng như thế này nè. Thùng này là thùng 18 lít. Bạn tưới cho cây dưa leo nha. Cây dưa leo của mình là trong giai đoạn này nó đang được là 37-38 ngày á. Rồi, đó. Rồi bắt đầu mình có một số trái mình thu hoạch cho bạn xem luôn nè. Rất là nhiều trái nè.
Đây là thu hoạch đợt đầu nha. Đây là đợt đầu là trong vòng 38 ngày đây nè. Đó, 38 ngày nè. Đó, trái nào trái nó non ơi là non luôn. Mấy ngày nữa mình đi vắng cho nó không ai làm, cho là mình phải thu hoạch. Đợt trước là thu hoạch được mớ rồi đây nè. Rất là nhiều bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Những trái nho nhỏ này còn nhiều lắm luôn. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Đây còn nó cả đây. Đây. Đó. Còn rất là nhiều trái nhỏ. Các bạn bắt đầu các bạn bổ sung phân cho cây dưa leo để cho nó tiếp tục nó đang ra rất là nhiều trái nhỏ. Và nếu các bạn trồng ít thì các bạn nên thụ phấn cho nó để nó đậu trái nha. Đây là bạn nhìn thấy không? Wow, trái nhỏ này, rất là nhiều, còn nhiều lắm bạn ơi. Việc trồng cái cây dưa leo nó cũng rất là dễ nha. Thu hoạch được một rổ dưa leo nè. Dưa leo của mình là siêu sạch, ăn luôn tại vườn luôn nè. Wow, tuyệt vời luôn, rất là ngọt. Hello quý vị ơi, quý vị xem dàn dưa leo của mình đây nè. Thì mấy bữa trước là đi du lịch, do đó là để dưa ở nhà không có ai chăm sóc mấy, dẫn đến cái việc là trái nó quá to. Đó, hôm nay thu hoạch trái luôn cho quý vị xem nha. Cho đến thời điểm này mình cắt lá đi để cho nó đẹp đó quý vị, để quý vị nhìn thấy nó rõ hơn nè. Dàn dưa leo này, trời ơi, trái quá trời to. Những trái này là thu hoạch là hơi bị già. Nếu như mà quý vị ăn non á thì các bạn nên thu hoạch những cái trái như này nè. Đó, cái trái như này là đẹp nè bạn nha. Trái đang rất là nhiều luôn, ở phía bên kia cũng rất nhiều. Đây mình thu hoạch cho các bạn xem. Thì cái cách trồng dưa leo thì mình đã hướng dẫn với các bạn rồi, rất đơn giản dễ dàng bạn nha. Đó, quá trời trái luôn nè. Ở bên đây còn nhiều lắm nè bạn. Đó, đây nữa nè. Ở bên đây còn một số trái non, chắc vài ngày nữa mình đã thu hoạch. Từ nhỏ nó phát triển cỡ này bạn thu hoạch là ăn rất ngon nha. Trái như vậy là hơi to. Thì lúc đấy mình đã nói với các bạn rồi là do mình đi vắng không có ở nhà, do đó ngày hôm nay mới thu hoạch. Đó bạn nha. Thu hoạch cỡ này nè, tầm 5 đến 6 ngày là chúng ta thu hoạch. Đây bạn thấy không? Quá trời dưa leo nè. Quá trời dưa leo luôn. Rồi xin chào quý vị. Các bạn hãy theo dõi video và làm theo mình nha. Rất dễ dàng để trồng một cái dàn dưa leo, rất nhiều trái bạn thấy không, còn trái nhỏ rất là nhiều luôn. Rồi.